Đấy, Trung Kiên chào tất cả anh em nhá. Hôm nay Trung Kiên xuất đi tổng là 9 xe nhá. Đấy, xe đấy lên thùng anh em nhá. Những anh em nào có biển thì là xem xe của mình nhá. Đây này. Chiếc bao nhiêu? 16K6 nhá. 6862 về thành phố Hồ Chí Minh anh nhá. Cái con hồ sơ nhá, con hồ sơ vào con này là vào Bình Phước nhá. Con 35L1 này cũng Bình Phước đúng không? Đúng không? Đúng rồi, thế hai con Bình Phước đi cùng nhau đi anh. Hai con Bình Phước nhá. Hai con Bình Phước này. Một con thành phố Hồ Chí Minh này. Thế cái con này của ông anh là vào cũng vào thành phố Hồ Chí Minh này. Đây này. Vào Thanh Xuân thành phố Hồ Chí Minh nhá. Con này vào Gò Vấp nhá. Con này 2282 này vào Gò Vấp này. Con của ông anh là 18F4 này, 7679 nhá. Em quay lại cho anh vòng luôn nhá. Con xe của anh từ bây giờ để mốc hết này này, anh nhìn này. Để nó bụi hết đi nhá. Đấy. Anh nói thế em ra em quay luôn nhưng mà thôi được rồi, mai để em chuyến sau em gửi cho anh con này nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? Của anh đời cao này, sinh nhan ba mắt này. Đây là bụi thôi anh em nhá, đây là bụi này. Đấy, bụi nhá anh nhá. Đấy, bụi. Nói chung con này về là em khẳng định anh cứ sẵn đổ xăng là chạy này. Mà biển của anh rất là đẹp luôn nhá. Đấy, 18F4 7679 nhá. Đấy, xe đã vào lên thùng rồi anh em nhá. Và con này là con 6588 của ông anh nhá. Ông anh 6588 đây nhá. 6588 này. Và con Classico của ông thợ này mình treo che biển này. Thợ là mình sẽ che biển lại, còn dân mình xin phép mình để biển, hoặc như anh em thợ là đồng ý thì mình để biển. Kể mà cố cho một con nữa thì ngon, là cho con này nữa này. Ok nhá, tất cả anh em nào có nhu cầu mua xe này Mio thì anh em vui lòng kết bạn Zalo, alo trực tiếp Trung Kiên Mô Tô, là qua số điện thoại mình để đường link, hoặc mình sẽ đọc ở cuối video. Nếu mà mình đăng TikTok thì mình sẽ không để số điện thoại, nó bị vi phạm bản quyền. Còn nếu mình đăng YouTube mình sẽ để số điện thoại cuối video nhé. Anh em muốn biết số điện thoại của mình anh em vào cuối video anh em xem nhé, là có số điện thoại của mình nhé. Mình là Trung Kiên Mô Tô, mình giới thiệu lại, mình chuyên bán tất cả dòng xe Mio nhỏ, Mio Classico hay xe Cusi. Đấy, những dòng xe biển đẹp như biển tứ quý là mình cũng có nhá. Đấy, anh em thử mua Zalo cho mình. Đây là nhà xe trung chuyển, mình hợp đồng với nhà xe này có nghĩa là vận chuyển đi toàn quốc, đi 63 tỉnh thành. Đấy, miền Trung, miền Nam, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, đại loại là tất cả những khu trong đấy nhá, mình là chuyên bán vào đấy. Nên anh em chủ mua Zalo cho mình. Mỗi lần vận chuyển nó tầm khoảng 100 xe. Và đấy hoặc cái bãi hòa xuống và có trách nhiệm ship đi toàn mọi nơi cho anh em. Đấy, đại loại những anh em nào chủ mua nhà mình thì vui lòng kết bạn Zalo, đừng nhắn tin. Chủ mua Zalo cho mình. Anh em xem xe trực tiếp tại nhà mình Zalo, xem xe trực tiếp ưng trước nào thì mình ship trước đấy. Ưng cái gì mình chuyển cái đấy. Anh em không ưng cái gì mình có thể đổi cho anh em. Hoặc tất cả khi anh em mua xe nhà mình, nhấn mạnh anh em chưa tin tưởng mình thì phải theo dõi mình. Bao giờ anh em tin tưởng mua vẫn chưa muộn. Anh hiểu ý mình đó, trước khi anh mua thì mình em phải theo dõi mình. Bao giờ tin tưởng anh em mua, còn chưa tin tưởng anh em phải theo dõi mình đi. À, tin tưởng thì mua lại xong chưa muộn nhá. Số điện thoại Zalo của mình, Facebook của mình là Trung Kiên Mô Tô. Hoặc anh em lên YouTube anh đánh mỗi số điện thoại mình lên, hoặc anh em ấn chữ Trung Kiên Mô Tô chuyên bán Mio lên hiện kênh của mình, anh em theo dõi mình. Sau anh em chốt thì anh em kết bạn Zalo alo cho mình. Đấy, mình xin phép được đọc số điện thoại Zalo Facebook của mình là 0949191988 hoặc 0358444888. Mình nhận ship toàn quốc, nhấn mạnh nhận ship toàn quốc cho anh em nhận xe gửi tiền, ok nhá. Đấy là mình đăng YouTube mình để số điện thoại, còn đăng TikTok mình không để được số điện thoại. Đấy. Ok, tôi chào tất cả anh em nhé. Một lần anh xem nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Đấy, theo dõi mình, ủng hộ mình. Đấy. Ok. Nói chung anh em kết bạn Zalo alo cho mình, mình tư vấn nhiệt tình luôn. Đấy. Chứ đừng nhắn tin. Chủ mua Zalo đừng nhắn tin nhá. Thú ơi, lấy tao cái dây ga đi, tao gửi thú ơi. Lấy luôn đi. Đây, ok anh em nhá. Một nữa chào tất cả anh em. Đây. Đây một loạt xe trong nhà mình đây nữa nhá. Đấy. Mình là chuyên bán các dòng xe Mio anh em nhá, nhấn mạnh là chuyên bán. Anh em thích biển đẹp, biển xấu có tất này. Đấy, tứ quý ngũ quý có tất nhá. Sau 789 mô nào thì thích tứ quý 9 nhá. Ok, có cả lui VH nhá. Đấy, ok. Ok, tôi chào tất cả anh em nhá. Một lần anh em xem nhấn like và đăng ký kênh của mình nhá. Tạm biệt anh em, chủ mua Zalo Zalo cho mình. Số điện thoại Zalo được 0358444888 anh em. Alo bằng video Zalo xem xe trực tiếp, ưng chỗ nào mình chốt chỗ đấy cho anh em. Cam kết cho anh em về chất lượng luôn. Anh em thích rút hồ sơ mình rút hồ sơ cho anh em. Đủ màu cho anh em chọn. Tao lại chủ mua thẻ luôn.